Thưa quý vị và các bạn, tại Lào Cai, hoạt động chế biến lâm sản đã và đang thu hút khá nhiều các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất, tạo ra các sản phẩm thiết yếu cho đời sống và xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành công thương Lào Cai thì giá trị sản xuất lâm sản chưa cao do chưa phát huy tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương. Phần lớn các cơ sở sản xuất còn có quy mô còn nhỏ với các sản phẩm thô là chủ yếu. Từ thực trạng đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Lào Cai đang tập trung tham mưu điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, thu hút tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ, từ đó mở rộng các hoạt động sản xuất ổn định lâu dài. Và đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Khuyến công Lào Cai kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ nhu cầu ngày càng cao của thị trường với loại ván ép phủ phim thân thiện với môi trường được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và kinh doanh. Sau nhiều năm miệt mài học hỏi một số mô hình sản xuất gỗ ván bóc ở địa phương khác, anh Trần Văn Xuyên đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc lên tới hàng tỷ đồng để sản xuất loại gỗ công nghiệp này. Khởi nghiệp từ năm 2010 với một xưởng gỗ ván bóc quy mô nhỏ. Vượt qua bao khó khăn trở ngại, vừa làm vừa mở rộng quy mô, luôn coi trọng chữ tín, sản phẩm ván ép phủ phim của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hương Tấn ngày càng được thị trường tin dùng. Mỗi năm doanh nghiệp này sản xuất được 5.000 khối ván dán, không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, đem lại giá trị kinh tế trên 2 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một trong những nghề mà của gia đình từ trước. Với cả tôi là đam mê là sẽ làm được một cái xưởng lớn để sản xuất trên địa bàn của mình. Và tôi nghĩ là cái này sẽ làm được lớn vì là thuận lợi là vùng nguyên liệu của tỉnh mình rất phong phú. Cái kỹ thuật làm việc thì đầu tiên là rất là khó khăn. Và tôi phải đi học rất nhiều, tự mình học. Và tôi đã nắm bắt được những cái gì cơ bản về cái nghề này. Và tôi truyền đạt cho mọi người làm ở đây. Và hiện tại được như bây giờ là cũng nhờ cái sự nhiệt tình của công nhân đấy rất là nhiều. Ván phủ phim là loại ván ép được hình thành từ 7 công đoạn khắt khe từ nhà máy ván ép. Điểm đặc biệt ở loại ván ép này chính là bề mặt hai bên được keo và mặt phim chống thấm nước, tạo bề mặt trơn bóng và chống chảy xước hiệu quả. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hương Tấn đã thu mua loại ván bóc từ các xưởng sản xuất lâm sản khác trên địa bàn. Hiện công ty đang tạo công ăn việc làm ổn định cho trên dưới 100 lao động, chủ yếu là người địa phương, với mức thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Khi công ty để mở ra thì đại khái là cũng góp phần nào đấy là giải quyết công ăn việc làm cho mọi người ạ. Chung là khi vào đây thì công ty cũng nhắc ra một số nội dung nên là mọi người cũng biết cách để làm việc cũng như là tránh khỏi những cái nguy hiểm ấy. Cũng được sếp hay công ty thì cũng nhắc nhở rồi. Còn đối với công việc thì nói chung là công việc nào cũng vất vả. Mỗi công việc thì có một cái vất vả riêng. Nhưng mà làm đây thì dần thì lâu quen thì em thấy rất bình thường. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, nghề sản xuất ván bóc hay ván dán phủ phim đang được xem là hướng đi mới, mang lại nguồn thu nhập tốt cho nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Ngoài ra còn khuyến khích nhân dân tích cực trồng rừng, vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương của mình. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay của rất nhiều cơ sở trong việc mở rộng quy mô, tập trung chế biến sâu những sản phẩm từ lâm sản là rất khó để thực hiện được các thủ tục để mở rộng quy mô sản xuất. Công ty cũng từ cái xưởng nhỏ đi lên, cũng mong muốn làm sao mà các cơ quan chính quyền trên tỉnh mình ấy giúp đỡ để công ty có được cái giấy phép đầu tư cũng như cái giấy phép xây dựng để trong tương lai để phát triển có thể mạnh mẽ hơn và sẽ phục vụ cho nhiều người ở địa phương này hơn. Công ty cổ phần MDF Bảo Yên là nhà máy lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Dự án này được kỳ vọng sau khi hoàn thành và đi vào sản xuất sẽ tác động tích cực tới hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Bảo Yên từ việc tạo ra công ăn việc làm và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau 2 năm đầu đi vào sản xuất và chấp nhận thua lỗ, năm 2018 này, công ty đang đặt ra mục tiêu bắt đầu có lợi nhuận. Hoạt động của nhà máy đã tạo công ăn việc làm cho 230 lao động, chủ yếu là người địa phương, với mức lương dao động từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương ổn định lại được đóng bảo hiểm xã hội là những yếu tố để người lao động yên tâm, phấn khởi, gắn bó với đơn vị. Ở đây thì mọi thứ đều trang bị rất là tốt, hệ thống quạt làm mát, mái nhà xưởng nên là người lao động làm việc cũng tương đối phù hợp và không nặng nhọc. Còn về chế độ, về thu nhập của người lao động thì cũng tương đối ổn định. Và người lao động ở đây đang thu nhập đều là từ 4 đến 6 triệu một tháng, là so với mức thu nhập ở vùng này là tương đối là ổn. Cái công việc không nặng nhọc, cái mức độ an toàn? Về mức độ an toàn thì ở đây còn các hệ thống máy móc thì đã được đào tạo hàng tháng và thường xuyên để trao dồi cho người lao động. Và trang bị các bảo hộ lao động
nên là việc an toàn thì không thành vấn đề. Cái mà người lao động mong muốn. Vâng. À, cái người lao động mong muốn ở đây thì cũng muốn cho công ty là làm sao tạo điều kiện cho người ta làm để làm sao đạt được cái thu nhập tốt, và hầu như mọi người vào đây là rất là hài lòng. Dự án nhà máy chế biến gỗ MDF Bảo Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép tháng 2 năm 2013 với tổng mức đầu tư trên 750 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 111 hectare tại xã Long Phúc, huyện Bảo Yên. Dự án này có công suất thiết kế 210.000 mét khối sản phẩm mỗi năm, gồm 4 dự án thành phần là nhà máy sản xuất ván tre, nhà máy sản xuất ván rán, nhà máy sản xuất ván MDF và nhà máy sản xuất ván thanh. Tính đến tháng 6 năm 2016, đã có 2 nhà máy là nhà máy ván tre và ván rán 1 đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Một tín hiệu lạc quan là hiện sản phẩm đầu ra của nhà máy có thị trường tiêu thụ rất ổn định, chủ yếu được xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện nhà máy đang gặp phải khó khăn rất lớn là thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào. Diện tích 2.400 hectare mà huyện Bảo Yên giao cho nhà máy không đủ đảm bảo cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất. Bởi vậy, đơn vị buộc phải thu mua gom từ người dân và các xưởng chế biến lâm sản nhỏ lẻ trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận. Tuy nhiên, do thương lái Trung Quốc cũng tiến hành thu mua với giá cao hơn so với nhà máy nên việc thu mua rất khó khăn. Còn về nguyên liệu, công ty kết hợp với công ty Năng lượng Bảo Yên và cả bên sở ban ngành của tỉnh đã hỗ trợ công ty trong vấn đề là một là giống, rồi đất đai để trồng. Còn về nguyên liệu thì là phát nguyên liệu cho công ty sử dụng được bền vững và lâu dài. Đấy. Công ty có những cái chính sách thu mua phù hợp để làm sao cho bà con có được cái thu nhập nó ổn định. Vùng nguyên liệu không đủ cũng là lý do mà cho đến nay hai hợp phần là nhà máy sản xuất ván MDF và ván thanh vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Theo lãnh đạo công ty, hiện dự án cần vùng nguyên liệu khoảng 30.000 hectare, trong đó công ty phải được giao đất trồng rừng tối thiểu 30% để chủ động nguồn nguyên liệu trong mùa mưa. Tuy nhiên, đề xuất này khó thực hiện nếu như đơn vị không có chính sách liên kết sản xuất với công ty lâm nghiệp Bảo Yên và người dân. Theo ngành công thương Lào Cai, hoạt động chế biến lâm sản đang thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Toàn tỉnh hiện có trên 650 cơ sở sản xuất chế biến lâm sản. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất chế biến lâm sản đạt 216 tỷ đồng, chiếm gần 20% giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, giải quyết việc làm cho trên 2.200 lao động. Ông Đào Xuân Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Lào Cai khẳng định, hoạt động sản xuất chế biến lâm sản tại một số địa phương dù đã và đang phát triển, tuy nhiên hiệu quả mang lại còn chưa cao, chưa phát huy tốt các tiềm năng thế mạnh về rừng của địa phương. Phần lớn các cơ sở sản xuất hiện mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, với các sản phẩm chủ yếu làm ra chỉ dừng lại ở mức thô. Cùng với đó là những khó khăn về vùng nguyên liệu, hạn chế về máy móc, thiết bị sản xuất. Từ thực trạng đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Lào Cai đang tập trung tham mưu, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách thu hút, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ, từ đó mở rộng các hoạt động sản xuất ổn định lâu dài. Các cái giải pháp cần thiết trong cái thời gian tới này về cái vùng nguyên liệu ấy thì cũng tiếp tục sẽ động viên khuyến khích các cái tổ chức cá nhân tham gia vào lĩnh vực hoạt động sản xuất phát triển rừng, rồi thì phủ rộng cái diện tích rừng trồng sản xuất, quy hoạch lại cái vùng nguyên liệu cho các cái sản phẩm phục vụ cho cái chế biến lâm sản. Về sản xuất chế biến thì tiếp tục khuyến khích, động viên, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất với quy mô lớn, sản xuất ra các cái sản phẩm phục vụ cho cái nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Bởi vì là hiện nay thì các cái sản phẩm sản xuất ra trên địa bàn mới chỉ là chủ yếu là các sản phẩm thô, chưa đi vào sản phẩm tinh, nên là các sản phẩm nhu cầu thiết yếu thì cũng chưa được khai thác được hết. Về cơ chế chính sách thì với cái hoạt động khuyến công thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ngành công thương cũng như là cho địa phương, cho tỉnh để điều chỉnh bổ sung các cái cơ chế chính sách để thu hút khuyến khích các cái cơ sở sản xuất đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng sản xuất và các cái cơ chế chính sách để các cơ sở sản xuất được thành lập có những cái điều kiện thuận lợi trong vấn đề thành lập và cấp phép hoạt động.
để hoạt động chế biến sản xuất lâm nghiệp tại Lào Cai tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, không tập trung, rất cần phải có những biện pháp đồng bộ từ các cấp các ngành hữu quan. Trong đó, việc tập trung quy hoạch bài bản vùng trồng nguyên liệu, tạo mối liên kết hài hòa, bền vững giữa các nhà máy, cơ sở sản xuất với người dân vùng nguyên liệu. Tập trung mạnh mẽ cho việc đầu tư, nâng cấp dây chuyền công nghệ để nâng cao phẩm cấp sản phẩm, nâng cao giá trị thu nhập cho người lao động và các nhà máy sản xuất. Đây được xác định là những giải pháp căn cơ và bài bản nhất để hoạt động sản xuất chế biến sâu lâm sản tại Lào Cai phát triển theo đúng định hướng chung của tỉnh, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại Lào Cai. Chuyên mục khuyến công do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Lào Cai thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.